Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình có cặp S7 Samsung Galaxy S7 nhé. Một cây phải nói là đẹp xuất sắc, còn một cây thì nó đẹp trung bình. Tóm lại máy cũ thôi chứ không thể nào so sánh như máy mới được các bạn nhé. Con này cường lực dán cường lực này, nhưng mà cường lực này cũng cũ quá, mình cũng lột ra để đánh vệ sinh cho nó sạch sẽ. Mà thôi cứng quá. Đẹp chưa? Con này màu bạc nhá, hai con màu bạc luôn. Máy này thì cấu hình thì mình đợt trước mình làm nhiều rồi, các bạn cũng biết rồi. Những các bạn mà đang cần hỏi mua á, vì nhiều nhiều bạn hỏi mà bây giờ mình cũng không nhớ ai để mình liên lạc lại, cho nên là mình thay lời thì mình làm cái video này. Các bạn nào cần thì vui lòng gọi lại giùm mình nha. Tóm lại là hai cái này đẹp gần như gọi là xuất sắc, máy zin. Có một cây thì áp suất nó căng luôn, một cây thì nó mất áp suất, áp suất nó yếu. Cái này RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB, camera zoom 8x. Con này chụp hình đẹp thôi rồi luôn đấy các bạn ạ, phải nói là đẹp. Máy màn đẹp không ám. Đây, quay chi tiết luôn. Con này nó có chày ở đấy. Chuyện quay này là rõ nhất. Đó. Hai cái máy này ấy, thì giá là 2.650.000 một con nhé. Có một con zin thì đắt hơn 100.000. Nếu các bạn mua thì vui lòng gọi điện cho mình nhé. Xin chào, cảm ơn các bạn nhé.